Mà sao anh làm sao đỏ giờ anh mới đi học thì anh bắt được ai nữa? Chính là anh làm sao đỏ thì anh muốn bắt ai chẳng được. Ôi trời. Rồi anh đi học trước nhá. Này, lần đầu tiên thấy tên Su Sao Đỏ không thèm chấn đồ của mình mà đã đi rồi. Ồ, lạ thật nhờ. Đấy. Thôi tôi bảo, để có mang xúc xích cho cả cậu đấy. Thôi ra. Đâu? Đâu nhỉ? Rõ ràng là tôi để ở đây mà. Hay là tên Su lấy mất rồi? Ờ nhờ, chắc chắn là tên Su rồi. Bảo sao không thèm lấy đồ của mình, bực mình thật đấy, đã mang đi rồi. Rồi ạ. Các em phải biết một điều rằng ấy, các em là chủ nhân của một đất nước. Đấy. Các em muốn ngồi một cái vị trí mà không ai ngồi được thì ngồi lên bàn giáo viên. À, tôi nhầm. Phải chịu được một cái cảm giác mà không ai chịu được thì các em mới thành công được. À, có cái gì to tép ấy nhỉ? Thôi, các em vào bài mới nhá. Hôm nay chúng ta học toán hình nhá. Đấy, nói về toán hình thì chúng ta lại nói về định lý Pythagore. Và các em biết không? Con cháu ba đời nhà ông Pythagore là thần với tôi nhá. Là chỉ cho tôi một định lý rằng là hình vuông là bố của hình tròn, hình tròn là cái gì? Con cháu của hình bình hành. Su! Em ăn gì đấy? Đâu ạ? À? Em có ăn gì đâu ạ? À? Bạn My thật ạ? Em có ăn gì đâu ạ? Bạn My thật. Thầy không tin bảo bạn nhấc tay lên. Thôi được rồi. Mi, nhấc tay lên tôi xem nào. Đây không phải kiểu của em. Đây em bảo rồi, Mi ăn vào đây. Em đi xuống góc lớp đứng cho tôi. Trong giờ học mà cứ ăn kẹo như thế à? Nhanh cần trước. Sao lại thế được nhỉ? Lần sau đừng ăn kẹo trong lớp em nhá. Thôi, tiết học đến đây thôi. Cả lớp về nhà làm bài tập nhá. Vâng ạ. Chán thế, tớ tự dưng lại bị đổ oan, tớ có ăn kẹo đâu. Chỉ có tên Su đổ oan cho tớ. Chỉ có tên Su mới làm những điều xấu xa thế thôi. Đứa nào nhắc anh ấy nhỉ? Đứa nào nhắc, có đứa nào nhắc tên anh này. Mà thôi, anh bảo này, hôm nay đi học về sớm ấy, thì hay ở lại chơi trò chơi ấy. Không, bọn em không thích chơi trò chơi đâu. Thế bây giờ có ở lại không ấy nhỉ? Ở lại chơi không nhỉ? Ở lại. Đây, thế có phải ngoan không? Đi ơi. 1, 2, 3. Ê, đây là rồi, anh. Anh ấy. Không, anh bị làm sao ấy, anh thua rồi, anh phải đi bịt mắt chứ. Đúng rồi. Quân tử nhân ngôn ai đi đuổi người ấy nhỉ? Thôi được rồi, quân tử nhân ngôn này. Tí, gọi lên chỗ này, anh bịt mắt đi. 5, 10, 50 80, 100 mở mắt đi tìm. Dương ơi, My ơi, đâu rồi chúng mày, đâu hết rồi. Hay xuống trong quả quất nhỉ. Không có. Ê, cho hỏi với, có thấy Dương với My rồi không? Tôi là Tượng. Tượng thì làm sao mà biết nhỉ? Ê, nếu mà thấy Dương với My thì bảo hộ với nhá. Ê, Dương ơi! Mù thế bỏ đi. Chúng nó đâu nhỉ? Cô ơi, cho cháu hỏi cô có thấy hai đứa học sinh không? Cứ hai đứa học sinh, cô đang bận cái này, có để ý đâu mà biết được. Cháu hỏi gì? Cháu hỏi gì? Cho chú hỏi, cô thấy hai đứa học sinh. Cháu biết đâu. Các bà đang bận quá. Đâu nhỉ? Bực thế nhỉ? Dương ơi, My ơi,
chúng mày ra đây, anh cho mày thắng đấy. Anh không tìm được bọn em à? Chúng mày trốn đâu ấy? Bọn em trốn ngay gần đây rồi mà. Thế mà anh không tìm được. Chúng mày chơi ăn gian đúng không? Ai ăn gian? Anh không tìm được bọn em là lỗi của anh nên phải đổi cho bọn em ăn gian. Thế bây giờ tính sao nhỉ? Sao là sao à? Rõ ràng anh không tìm được bọn em. Bây giờ anh lại bảo tính thì bọn em chứ là... Thì rõ ràng là anh không tìm được bọn mày rồi. Mọi người chơi bẩn. Thì bây giờ là có 3 lựa chọn này. Một là nốt tiền đây. Hai là đồ ăn nè. Ba là nấm. Nghe nào ơi. Mà nói đồ ăn mình nhớ, có phải sáng nay anh lấy xúc xích của em đúng không? Này, nếu mà không bắt được tận tay thì đừng có đổ ăn cho người có tội nhá. Người vô tội. Trời. Nhưng mà giờ bọn em cũng chả có gì để cho anh đâu. Đây. Em cho anh cái kẹo này còn. Làm sao lại chơi tiếp nhỉ? Đi về chơi lại. Trời ơi. Tớ bực mình với tên xu này lắm rồi đấy. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ về nhà tìm cách chung tên xu. Đi. Ô Dương, bây giờ bọn mình làm gì đấy? Tớ vừa nghĩ ra một cái ý tưởng, đó chính là tớ sẽ làm cái máy bán đồ ăn tự động để hút hết tiền của tên xu. Chừng trị hắn một phát. Được lắm đi. Bây giờ nhá, tớ sẽ chui vào cái ngăn này, xong rồi cậu đi ra ngoài cậu canh nhá. Cái gì nhỉ? Máy bắn nước à? Trường mình có vẻ xịn quá nhỉ? Đang đói, làm gói bim bim mà bao tiền này, không thấy ghi tiền đây. Ở ngoài bán 10.000, chắc cũng 10.000 thôi. Này thế vẫn có tiền lẻ đây rồi. À đây đây, nghe tiền đây. Lỗi, số tiền đi khách không đủ để mua gói bim bim này. Không bao tiền mới đủ nhỉ? Xin quý khách vui lòng nạp thêm tiền. 50 mới đủ. Để này. Xin lỗi, số tiền quý khách vừa nạp vẫn chưa đủ. Xin mời quý khách vui lòng nạp thêm tiền. Bực, không ăn bì bì nữa, uống coca. Nhưng mà còn mỗi 100.000. Ui. Ui, có coca luôn này. Chi là mình mất. $160 cho cái lon coca này. Đắt thì rẻ. Thế lại còn non méo chứ. Thôi kệ, có được không? Mèo mó có được không? Tớ bảo này, mình được $160 từ tên Su. Trong khi tớ mua cái lon này có mấy nghìn thôi. Lừa cho chết cái tội suốt ngày chấn lộn nổ của mình. Thì cái số tiền này mình ở đây. Có gì lúc chiều mày mua gì thì mua đi. Cái máy này
thôi để làm ăn luôn nhỉ. Ủa, Alice.